Trương Huy Tuấn cho phép tôi thay mặt các bạn niên khóa 8790 xin nhiệt liệt chào mừng các bạn đã trở về ngôi nhà chung, ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, tôi xin kính chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc khóa 29 trường trung học phổ thông chuyên Lê Văn Thiện có một ngày hội ngộ thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Các bạn thân mến, 3 năm gắn bó với mái trường cấp 3 Lương Văn Thiện, 29 năm chia xa để có một ngày hội ngộ thiêng liêng và ý nghĩa biết bao khi mục đích của chúng ta tụ họp về đây là để ôn lại những kỷ niệm xưa, gặp lại bạn cũ, khơi lại trong nhau những hồi tưởng đẹp của thời thần tiên sau 29 năm xa cách. Đặc biệt, chúng ta trở về mái trường thân yêu, được tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, được gặp và tri ân những thầy cô giáo đáng kính đã cho chúng ta tri thức và ước mơ hoài bão để chúng ta bay đi khắp mọi miền, làm giàu đẹp cho quê hương đất nước. Mới ngày nào còn là các cô, các cậu học trò ngỡ ngàng trước cổng trường Lương Văn Thiện với biết bao háo hức, từng là thành quen và đủ quen thành thân, biết bao kỷ niệm buồn vui ngày đấy với những lần trốn học, những lần đi lao động trồng cây hay đi trực trường. Những năm tháng ấy có cả những xúc động đầu đời mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi bùi cất kỹ vào trong ký ức như một kỷ niệm khó quên. Vậy mà nay thấm thoát 29 năm trôi qua, thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhưng dù mọi thứ có đổi thay, dù trên cuộc đời đường đời có thành công hay thất bại, tâm hồn chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, nhớ về nhau với bao kỷ niệm êm đềm của một thời gác sách vô cùng trong sáng và ngây thơ. Có nhiều bạn sau một vài năm gặp lại, có những bạn đến 29 năm nay mới được gặp lại, vài bạn chưa hề gặp lại và có bạn không bao giờ gặp lại nữa. Khi gọi về nhau, lòng chúng ta như trùng lại, nhớ nó khác màu, xin hãy làm cho thời gian trở lại, đặt cả tay lên môi, giữ chặt tiếng nức nghẹn nào. Thưa toàn thể các bạn, 29 năm về mái trường xưa, chúng ta thật vui mừng và tự hào với sự phát triển của nhà trường. Một mùa thu như bao mùa thu trước, nắng hồng lên trong mắt biết học trò, phấn trắng bảng đen nét mực thầy vẫn đó, sao con tìm mà chẳng thấy ngày xưa. Thưa toàn thể các bạn, sau khi tốt nghiệp năm 1990, mỗi người đều có một ước mơ, một khát vọng. Giờ đây mỗi người đã có những lối riêng cho bản thân. Có người trở thành những người lao động chân chính, là công nhân, là nông dân, là người làm nghề kinh doanh nhỏ. Nhiều người đã gặt hái thành công trong sự nghiệp quản lý lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, trung ương, địa phương. Không ít bạn đã trở thành những nhà khoa học, chuyên gia giỏi, và nhiều bạn hiện thực ước mơ thành những doanh nhân thành đạt. Công tác trên nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, báo chí. Bên cạnh đó có những bạn tiếp tục đối thức thầy cô, ngày ngày đứng trên bục giảng, tận tụy vun đắp cho sự nghiệp chồng người. Và đây đó vẫn còn những bạn nhỏ nhằn chăm lo cho cuộc sống gia đình. Chúng ta thật vui mừng và xúc động khi một số bạn đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về. Thưa toàn thể các bạn, 29 năm dường như trôi qua thật nhanh, hôm nay gặp lại ai ai cũng ít nhiều đổi thay, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau trong niềm vui vỡ òa. Trong dòng cảm xúc ấy, có ai đã từng viết: thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bè bạn ngỡ vừa hôm qua, 29 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu, thu này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu trở về. Nhưng dẫu có phải xa, trường trung học phổ thông Lương Văn Tụy sẽ mãi là ngôi trường, ngôi nhà đầm ấm, nơi chờ chúng ta trở về, là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, và cũng là sợi dây níu giữ quãng đời trong trẻo nhất của chúng ta. Cuối cùng, nhân ngày vui hội ngộ hôm nay, tôi xin chúc các bạn đồng niên mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Chúc các bạn có một niềm vui trọn vẹn trong buổi gặp mặt ngày hôm nay và mãi mãi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ duy trì ngọn lửa hôm nay và cháy bừng sáng trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường vào tháng 7 năm 2020. Xin trân trọng cảm ơn. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Thiện, môi trường có việc.
Ngôi trường Ngân Sơn trong thời kỳ chiến tranh dưới nắng bom đạn của kẻ thù, mái của chúng ta vẫn hiên ngang che chở cho các thầy cô và đến nay ngôi trường đầu tư xây dựng khang trang nhiều những người con hiện đại phục vụ cho việc chất cả các bộ trường ăn ngủ bên nhau trong buổi giao lưu này để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, để cùng nhau tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lữ Văn Thủy mà chúng ta đã cùng được đó. Đầu buổi sáng ngày hôm nay là chương trình đặc biệt của sơn thanh thủy tú, nơi thiên nhiên ban tặng cho những danh lam thắng cảnh làm say đắm lòng du khách. Ok, lặn tại sao lặn hai màu trắng màu hồng thế này nhỉ? A4 đâu? Nhiếp ảnh gia đâu? Nhiếp ảnh gia chuẩn bị. Đã sinh ra bao người con anh hùng và lớp lớp thế hệ con cháu Ninh Bình trong năm nay đang và sẽ tô thêm truyền thống hào hùng đó. Nếu có